Và tôi có một cái câu chuyện như thế này, có một cái trò chơi là cũng những cái cuốn sách này. Khán phòng chúng ta hôm nay có trên 300 người mà chúng tôi chỉ có 50 cuốn sách của Andy On thôi. Thì hy vọng rằng tất cả những cái bạn dám sẽ lên đây chơi những cái trò chơi này để giành được cho mình cái cuốn sách này ha. Là tôi yêu cầu 3 người, không cần biết là chơi gì, không chưa biết là chơi gì, không biết là làm gì, can đảm đi lên đây đứng như này. 3 người đầu tiên. Rồi ngưng lại, đúng. 4 người cùng lên. À, hai người này chậm hơn tôi nhìn thấy. Không 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 có lý do. Mời xuống, mời bạn xuống. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nói là không có lý do. Tôi không thể nói là bởi vì nhà tôi ở xa, tôi phải đề pa trước hay là sau người ta, bởi vì trời mưa, bởi vì như này thế kia. Rồi ok, mời bạn xuống. Tí nữa còn rất nhiều trò chơi, bạn an tâm. Rồi bạn, lát nữa. Và chúng ta có 4 người và 3 người cùng nhảy lên một lúc. Thì bây giờ trò chơi là như thế này. Tôi muốn các bạn mỗi người chia sẻ một câu chuyện, một câu chuyện có thật trong cuộc sống của chúng ta mà có thể làm cho mọi người dưới đây xúc động về cái người đó đã dùng cái sự khác biệt thay đổi ở trong cuộc sống. Và 3 người này chỉ có 4 người này chỉ có 3 người giành được phần thưởng, xin lỗi 5 người này. Và chỉ có 3 người giành được phần thưởng mà thôi, nhờ tiếng vỗ tay của các bạn. Và bây giờ trước khi mà 4 người này kể chuyện, phải cảm động nha, phải khác biệt thực sự nha, dùng cái sự khác biệt để thay đổi cuộc đời của mình. Bạn có thể kể kỷ niệm của bạn, kỷ niệm của người thân của bạn, của anh chị em hoặc là những người mà bạn biết, phải làm cho tất cả chúng tôi ngày hôm nay cảm động và vỗ tay to. Và trước khi mà họ kể thì chúng ta sẽ khởi động để mà nâng cao tinh thần cho họ, được không ạ? Rồi, các bạn ơi, 1, 2, 3, yeah! Các bạn ơi, 1, 2, 3, say yes! Ai là người đầu tiên? Rồi. Xin chào các bạn và các anh chị. Mình tên là Phan Hiệp, thì là hiện tại là mình vừa tốt nghiệp ở trường học kinh tế xong. Câu chuyện hôm nay mình muốn kể đó là một câu chuyện về bản thân của mình và một số những người mình đã biết ở quan thân một bệnh viện. Thì có thể nói thì là trước đây á, thì là mình là một người rất là khá là gọi là ngạo nghễ hoặc là ngạo mạn, bởi vì là mình xuất phát từ một cái trường chuyên và học rất là giỏi, thêm vào đó là một nói chung là cái ngoại hình với lại cái khả năng của mình rất là khá hơn so với mọi người. À, đừng có cười. Thì cái thời gian đó là khoảng sau khi năm nhất mình ấy, thì mình nói với mọi người á, là mình sẽ quyết tâm làm giàu. Và mình đã thực hiện điều đó là bằng cách là mình đã thành lập một cái hệ thống là bán lẻ sách với lại truyện tranh là để cho các bạn thiếu nhi. Thì thực tế thì mình hoạt động rất là tốt. Trong vòng 2 năm đầu thì mình rất là nhiều nhiệt huyết và mình rất là đam mê. Nhưng mà khoảng tới năm thứ hai đó thì là công việc đó, nó vẫn như vậy, nó không có tiến triển nhiều. Và khi lúc đó đó thì là mình cũng vẫn cứ đinh ninh, mình cứ đổ thừa á, là kêu là mình do là mình không có thời gian, hoặc là do mình đi học nhiều quá, hoặc là do nói chung là mình những cái ngoại ngoại cảnh nó ảnh hưởng mình thôi, chứ mà thực ra là do mình là con giỏi. Thì thực tế là đến như vậy, nhưng mà đến năm thứ ba đó thì lúc đó là mình gặp một cái tai nạn, thì là mình bị gãy cái chân, thì cái chân này bị gãy lìa ra. Thì mình đã đi nối lại, nhưng mà lúc đó là thực tế là cái thời gian điều trị bệnh viện á, là khoảng 4 tháng trời. Thì mình nằm ở đó đó, thì mình phải đành phải bán cái tiệm chuyện mình đi, tiệm sách của mình đi. Và lúc đó là mình phải từ bỏ rất là nhiều thứ, và mình lúc đó cũng rất là mặc cảm. Thứ nhất á, là mình bị gãy chân, mà lúc đó bác sĩ nói là cái chân này là có thể là sau này lúc mà lành á, thì là do mình vận động sớm quá đó, nó có thể là ngắn hơn, và hiện tại là chân này ngắn hơn thì rồi. Rồi không biết là coi là do ảnh hưởng của thuốc men hay là cái gì không, mà chúng biết là cái trí nhớ với lại những cái bề ngoài của mình nó cũng thay đổi một tí. Thì lúc đó là mình rất là tự ti và rất là chán nản, thì mình muốn từ bỏ mọi thứ. Nhưng mà trong một cái lần mà nằm ở bệnh viện á, thì mình có vô tình đọc được một cuốn sách.
cuốn sách đó là nói về một cái không phải là một cái tạp chí chứ đúng không? Thì cái tạp chí đó là có một những người báo về những cái có một cái anh, thì là anh đó là bị ung thư và là anh đó là cũng bị mất hai cái chân. Thì mình đọc cái đó thì mình thấy anh ta là mặc dù là thiệt thòi hơn mình rất là nhiều rồi. Mình hơi đúng nhé. Nhưng mà cái việc của anh ta, chứ anh ta biết rằng anh ta sẽ chết, nhưng mà trước khi chết thì anh ta đã nói là anh ta sẽ là đem cái sức, những cái gì anh ta còn lại, và anh ta chia sẻ và đem cái niềm tin đó đến cho tất cả mọi người. Cháu ấy hình như là trong cái anh mình không biết là trong cái hội gì nữa, hình như là cái hội mà của những chị em bị ung thư. Thực tế thì qua câu chuyện đó thì sau đó mình về nhà mình cũng tìm hiểu thêm những cái tấm gương về những cái người mà dám coi như là đứng lên để thay đổi số phận. Thực tế thì cái hoàn cảnh của chúng ta thì mỗi người là có những hoàn cảnh khác nhau, và đôi khi chúng ta thực tế là không có thể xuất phát hoặc là có những cái mặc cảm trong xã hội, nhưng mà nếu như mà chúng ta dám vượt qua và chúng ta dám chia sẻ và đem đến niềm yêu thương cho mọi người thì đó sẽ tốt hơn. Thì từ lúc đó thì em bắt đầu quyết tâm là thay đổi mình và không còn sống ích kỷ và nói chung là cứ sợ sệt nữa, thì dám chấp nhận là em đã thất bại và em đã đứng lên. Hiện tại thì em hơi đúng, em không biết cái gì thêm nữa. Và bạn đứng qua đây và đến chàng trai này, vậy thì các bạn có cảm thấy câu chuyện của chàng trai vừa rồi hay không? Hãy cho anh ta một tràng pháo tay. Tràng pháo tay này là để quyết định em có nhận được quà hay không. Rồi mời anh. Thôi em mời anh chàng first. Trai Lady first. Rồi, ok, xin mời hai người này. Đầu tiên thì tôi xin chào tất cả các bạn và các anh chị ở đây. Thì nếu mà các anh chị, các bạn nhìn tôi thì chắc cũng có sự khác biệt. Dạ. Thì cái câu chuyện của tôi cũng rất là ngắn gọn và thực tế từ đêm hôm qua các chị ạ. Tức là đêm hôm qua là phải là một ngày rất là kinh khủng đối với tôi, nhưng mà hôm nay tôi đứng được ở trên đây thì đó là một thành công của tôi. Thì rất là đơn giản, rất là nhanh gọn, đó là hôm qua thì xin các anh chị cũng hay làm tưởng là tôi đang có thai, nhưng mà không ạ. Tôi đã sanh được 4 tháng rồi. Và hôm qua thì cái con nhỏ của tôi chăm sóc hai bé, là bé lớn thì rất là phá mà nghịch, còn bé nhỏ thì đang nằm ở trên giường, và tôi chăm bé lớn thì quên bé nhỏ nên nó té xuống. Các anh chị thấy rất là khủng khiếp anh chị ạ. Và cái ngày hôm qua tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng mà may mắn thay thì em bé bình thường, em bé thì khám siêu âm não thì bình thường. Và đêm hôm qua tôi đã cố gắng, tôi khao khát rất là muốn được đi học lớp này, và tôi đã cố gắng chăm em bé, đã cho nó bú suốt đêm, mà tôi thức cả đêm để chăm nó. Và sáng hôm nay nó bình thường, nó khỏe mạnh, và tôi đã gửi lại cho bà nội để chăm nó để được đến hôm nay. Thì đó là một câu chuyện tôi nghĩ là thực tế và khác biệt với tất cả mọi người ở đây. Dạ. Yeah. Và bạn cho phép mình được ôm bạn để mà thể hiện cái sự đồng cảm cũng như cảm ơn bạn đã mang đến cho chương trình một câu chuyện. Và đến em. Câu chuyện của chị đây thì cũng làm có lẽ là tất cả mọi người trong khán phòng đều rất là cảm động. Thì câu chuyện của em thì em nghĩ cũng chị có lẽ là không cảm động như chị đâu, nhưng mà em xin nói về cái cũng xin kể về cái sự can đảm của bản thân. Theo đúng với ý nghĩa của lớp học này đó là dám làm. Em cách đây 2 năm là em tốt nghiệp ở trường Đại học Kinh tế. Và khi ra trường thì bất kỳ một sinh viên nào cũng mong muốn mình kiếm được một công việc nào đó ở một công ty lớn, có một cái thu nhập ổn định. Thì em cũng đi theo lối mòn đó, và em cũng đã xin vào được công ty Unilever để làm việc. Thì để vào được công ty cũng khá là lớn như thế thì em cũng đã nỗ lực rất là nhiều, vượt qua 3 vòng tuyển. Nhưng mà khi vào làm ở đó thì lúc đó em mới cảm nhận rằng là tại sao mình phải đi làm thuê cho người khác với một mức lương chỉ đều đều như thế. Và nếu mình làm lên chức manager hoặc là cao hơn nữa thì cao lắm cũng 10 mấy, 20 mấy triệu hoặc là 30 mấy triệu một tháng. Thì cũng chỉ là làm thuê thôi. Mà nếu như mình ra mà làm riêng thì
mình có thể đạt được cái ước mơ của mình là làm giàu, mình có thể kiếm được 100 triệu, 200 triệu một tháng, tại sao mình không làm? Và em đã, lúc đó em đã nghĩ làm, suy nghĩ cũng rất là nhiều. Và hiện tại thì em cũng đã mở được một công ty. Thì thu nhập của em bây giờ thì nó không, cũng chưa có đi vào ổn định, nhưng mà em tin rằng mình sẽ thành công. Thì nãy giờ Lady First, rồi bây giờ đến Lady Gentleman. Hey, Gentleman, sorry. Thì nói chung nãy giờ đa phần thì nghe các anh chị nói chung kể về những cái câu chuyện gọi là của đời tư và của riêng mình. Thì đối với em thì em có một câu chuyện này. Thì có hai cậu bé kia, một cậu bé tên là Tom, một cậu bé tên là Jim, thì đang chơi trong một khung công viên. Và cậu bé Tom thì là bị tật nguyền ở đôi chân, thì nói với ba mình là con ước mơ con là thành phi công. Còn cậu bé kia thì nói chung là dạng là nhà giàu bằng ngấu nghịch, nhưng mà cũng chia sẻ và nói chung là vô tình hôm đó đi đến công viên và gặp cậu bé Jim, thì mới ra nói giống như là tự nhiên ra chơi với cậu bé đó. Và hai cậu bé chơi với nhau, thì chơi với nhau một lúc thì cậu bé Tom là cậu bé ngấu nghịch thì mới cõng cái cậu bé mà tật nguyền và đi chạy nhảy và vui đùa trên công viên. Và cậu bé mà bị tật mới la lớn rằng ba ơi, con đã bay được rồi. Và cái niềm tin nói chung lấy, và dựa vào đó là nói chung cái đối với mình thì mình nghĩ cái sự khác biệt, nói chung mình kể với lại các anh chị này khác ở chỗ đó. Và mình cũng mong muốn rằng như bản thân mình thì cũng hay đến những cái nơi gọi là chất độc màu da cam, hay là những cái bạn trẻ em đau. Và mình qua cái này mình cũng mong muốn các bạn nói chung là có một cái gì đó, nói chung luôn luôn chia sẻ và đồng cảm với những người đó. Và cũng mong rằng cái điều đó nói chung sẽ đến để chúng ta cùng nhau và thành công, và cũng tạo điều kiện để chung cho tất cả mọi người nói chung chúng ta cùng được sống và hạnh phúc. Cảm ơn.